Đăng Khoa. Và Đăng Khoa thân mến, là một câu hỏi sẽ không biết có gây bạn áp lực hay không. Bởi vì tuần trước chúng ta nhắc quá nhiều về số 2 định mệnh. Và rất là chuyện đó đã không xảy ra, số 2 không còn là số định mệnh nữa. Mà mọi người bây giờ lại nhắc đến số 7. Bạn có cảm thấy lo lắng không? Anh ơi, thật ra thì không lo đâu. Tại vì em có một nguồn tin là số định mệnh bây giờ là số 8, là của thí sinh Phan Anh. Bởi vì làm sao bạn có lo thì cũng không cần phải lo nữa. Bởi vì đến cuộc thi, phần thi tiếp theo thì sẽ không còn số 7 nữa, đúng không ạ? Bởi vì là trong phần đêm thi tiếp theo chúng ta chỉ còn 6 thí sinh. Và như vậy thí sinh cuối cùng thường là sẽ không phải lo về số định mệnh. Còn bây giờ thì có một cái cầu vồng, một bên là Việt Nam Idol, còn bên kia là các dấu chấm hỏi. Trong bài hát lần này có tên là Somewhere Over the Rainbow, Khoa muốn gửi gắm cái thông điệp là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Và Khoa muốn tặng bài hát này cho anh Quân. Cái đoạn sau cứ lúc nào cũng bị lên. Khoa muốn cảm ơn những người bạn của Khoa ở bên Mỹ đã luôn luôn ủng hộ Khoa, mặc dù là họ cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra trong Việt Nam Idol. Lên cho nửa tầng một để cái tiếng ấy, anh thích cái cách em ca, đừng ca như người ta. Khi em cao cái tông đó nó rất là dễ thương, nó hay lắm. Khoa thật sự là vừa rất là mong đợi mà vừa rất là sợ. Vì đúng là Khoa có lợi thế là phát âm tiếng Anh rất là chuẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ giúp Khoa thật sự hát hay hơn những người khác. Để bắt đầu em ca là ví dụ là 40%, em đẩy lên chút xíu tới 70-80% rồi nó xuống lại, để cho khán giả nó có cái feeling, nó có emotion đó, biết không? Ta thấy là tiếng ca Đăng Khoa rất là dễ thương, nó nhẹ lắm mà nó có một cách mà tự nhiên lắm. Khi mà lên cao thì Thanh rất là thích cái feeling mà thí sinh này đặt vào cái bản nhạc. Có những cái nhóm mà rất là ghét và muốn Khoa bị rớt thì thật sự là họ đã chọc phải người cứng đầu, tại vì là càng nói không thì Khoa càng muốn đi tới. Khoa nhận được sự ủng hộ từ các bạn đã vote cho Khoa vào đến vòng này, thì Khoa chỉ dừng cuộc chơi khi những người đó không ủng hộ Khoa nữa và khi Khoa còn không còn ý chí để thi tiếp nữa thôi. Dreams that you dream of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops, high above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dreams that you dream of, why, oh why can't I? Ooh, someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, high above the chimney tops, that's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebird.
dream, oh why, oh why can't I? Cái giọng hát của em thì nó đã rất là non rồi. Nhưng mà hát cái cách như thế thì cái hơi của em nó ngắn, nên em cứ bị nó hơi bị rời rạc. Thế nhưng mà tất cả tổng hòa, tất cả những cái sự non nớt yếu đuối của em đi chăng nữa thì nó lại làm cho khán giả thích em. Tôi nghĩ nếu mà em mạnh mẽ bây giờ thì em sẽ bị rớt vote rất là nhiều. Mới đầu bài hát này thì tôi nghĩ rằng là bài hát nhưng mà không phải, em hát cũng bài đó nhưng mà hát theo giai điệu khác. Em rất là thông minh khi em hát điều đấy. Tại vì nếu như mà em hát theo cái bài mà tôi vừa hát thì tôi nghĩ rằng là em sẽ hát không quá sức của em. Chứ tôi không dám nói là hát nổi hay không, tôi không biết. Nhưng mà đây là quá sức. Nhưng mà em hát theo kiểu này rất là hay, rất vừa phải, rất dễ thương. Tôi nghĩ rằng là em là một trong những thí sinh mà rất là nhiều người thích và nhiều người vote cho em. Tôi nghĩ là không cần phải. Vâng, chị Siêu nói tôi mới biết là bài này có hai bản giai điệu khác nhau. Tôi cứ chờ từ đầu đến cuối cái câu mà chị hát đó, tại vì tôi nghe quá nhiều những cái video clip ở trên YouTube một em nhỏ 4 tuổi hát với giọng trong vắt cao vút. Và tôi không biết đến bao giờ thì em sẽ bắt đầu trong vắt và cao vút như thế đến tận cuối bài. Còn với bình luận trên mạng thì em đã nói ở trong video đầu tiên rồi, hiện nay có 80% số lượng comment về chương trình Việt Nam Idol là nhắc đến em. Em thực sự cho đến giờ phút này là nhân vật được quan tâm nhất của chương trình Việt Nam Idol. Nếu coi đó là thành công của một thí sinh thì chị nghĩ đó đúng là một thành công, nhưng đó cũng là một sức ép dành cho em. Cái cách em nói là tôi sẽ không bỏ cuộc đâu thực sự là rất mạnh mẽ. Còn lại thì chị muốn nói rằng hôm nay em hát tiếng Anh rất chuẩn, nhưng có một câu hỏi của khán giả muốn hỏi em về tiếng Việt. Đó là tiếng Việt của em hiện nay nó có một sự thay đổi rất nhanh, từ vòng ngoài đến những vòng gần trong này. Lúc thì nó là giọng Hà Nội, lúc thì là giọng Thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì là giọng Quy Nhơn, Bình Định hoặc một vùng nào đó. Chị muốn hỏi em là với tiếng Anh chuẩn như vậy thì em suy nghĩ như nào về tiếng Việt chuẩn của em, và cái sự thay đổi này em có điều gì muốn chia sẻ với các bạn đặt câu hỏi đó với chị và với em trên mạng không? Vâng, thưa chị, để em trả lời một lần và coi như trả lời tất cả câu hỏi của các bạn luôn. Em là người gốc miền Tây, sinh ra ở Sài Gòn, ra Hà Nội từ năm 2 tuổi. Em nói cả tiếng miền Nam, cả tiếng miền Bắc. Và khi em ở miền Nam thì em thích nói tiếng miền Nam vì em nghĩ em là người miền Nam. Và mong các bạn chấp nhận điều đó. Xin cảm ơn. Cảm ơn em đã có câu hỏi này. Và với câu trả lời này thì chị tin rằng những cái khó khăn dành cho Đăng Khoa, bởi rất là nhiều những cái suy nghĩ theo chiều hướng ác cảm hoặc là suy nghĩ theo chiều hướng như là nói đội anti-fan đấy, các bạn sẽ hiểu hơn về em. Và nếu em tiếp tục cố gắng thì chị nghĩ là mọi người sẽ chấp nhận một tiếng hát chứ không phải là chấp nhận một giọng nói. Đây là cuộc thi hát và chị muốn mọi người sẽ nhìn thấy sự tiến bộ trong giọng hát của em và bỏ qua giọng nói. Xin cảm ơn. Vâng, xin mời anh Nguyễn Văn Dũng ạ. Anh thì anh nghĩ với cái bài hát này thì với một ca sĩ để truyền tải cái bài hát này thì họ cần một cái sự bay bổng. Tức là mình nghe mình cảm thấy bay bổng thì anh thấy là em cũng bay á, nhưng mà em có vẻ bay ngà đà, nhưng mà bay bổng. Ngà đà. Bay ngà đà đó. Nhưng mà anh nghĩ em phát triển, còn chị Diễm Quỳnh có nói là tại vì em có hai nhóm, một nhóm là thích em và một nhóm rất ghét em. Thì cái đó cũng là thành công của em. Thì anh không biết có thành công của em hay không, nhưng mà anh chắc chắn là thành công cho VTV6 rồi nè. Vâng, có rất nhiều cách để đáp lại những lời phê bình. Và Đăng Khoa thì có cách của Đăng Khoa, và hy vọng rằng cách của Đăng Khoa sẽ được khán giả ủng hộ. Hãy ủng hộ chàng trai này bằng cách soạn tin 7 gửi về số 6358 hoặc gọi về tổng đài 1900 561 225.